Trong thế giới tự nhiên, cuộc chiến giữa lợn rừng và báo đốm là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất, thể hiện sự khốc liệt của cuộc sống hoang dã. Cả hai loài đều sở hữu những đặc điểm riêng biệt giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường sống của mình. Báo đốm, với cơ thể mạnh mẽ, tốc độ nhanh và kỹ năng săn mồi điêu luyện, là một trong những thợ săn khét tiếng trong động vật hoang dã châu Phi. Trong khi đó, lợn rừng lại có bộ lông dày, cặp răng nanh sắc nhọn và một sức mạnh vượt trội giúp chúng tự vệ và chiến đấu mạnh mẽ khi gặp nguy hiểm. Khi mùa săn bắt đến, những khoảnh khắc đối đầu giữa lợn rừng và báo đốm thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thiên nhiên. Các video về cuộc chiến động vật hoang dã này thường được chia sẻ rộng rãi trên YouTube, nơi mà người xem có thể chứng kiến cuộc chiến sinh tồn giữa hai loài này. Những cảnh quay chân thực về sự quyết liệt của báo đốm trong việc săn đuổi lợn rừng cùng với phản ứng nhanh nhẹn của lợn rừng để trốn thoát đã tạo ra một bức tranh sống động về thế giới tự nhiên. Cuộc chiến giữa lợn rừng và báo đốm không chỉ đơn thuần là một cuộc săn mồi mà còn là biểu tượng cho bản năng sinh tồn của động vật hoang dã. Mỗi lần báo đốm lao vào cuộc tấn công, lợn rừng buộc phải dùng tất cả khả năng của mình để chạy trốn hoặc chống trả lại. Trong những tình huống khó khăn nhất, lợn rừng có thể sử dụng những cú đạp mạnh mẽ hoặc sự nhanh nhẹn để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Những trận chiến này không chỉ đầy kịch tính mà còn là bài học về sức mạnh của sự sống và cái chết trong tự nhiên. Hơn nữa, thế giới tự nhiên hoang dã luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cuộc chiến sinh tồn tự nhiên giữa lợn rừng và báo đốm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà động vật tương tác với nhau, cũng như cách mà chúng phát triển những chiến lược sinh tồn để thích nghi với môi trường sống. Các cuộc đối đầu này thường diễn ra trong những bối cảnh khác nhau, từ rừng rậm đến đồng cỏ, và mỗi cảnh đều mang lại những bài học quý giá về sự tồn tại. Cuối cùng, cuộc chiến giữa lợn rừng và báo đốm không chỉ đơn thuần là một trận chiến để giành thức ăn mà còn là một cuộc chiến sinh tử, thể hiện sức mạnh, sự thông minh và khả năng thích nghi của các loài động vật. Những video ghi lại khoảnh khắc này trên YouTube không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả mà còn khơi dậy niềm đam mê khám phá thế giới động vật hoang dã. Những khoảnh khắc này sẽ mãi là những kỷ niệm không thể quên về sự sống động của tự nhiên và sự kỳ diệu của cuộc sống hoang dã.